Ok, các bạn ơi, có ai có thể nói cho mình biết là cái con này là con gì không? Nó bay vô nhà vừa mới bị mình đập bằng cái chổi nè, đập rồi cũng gần chết rồi, nhưng nó còn sống đó. Nó cử động phải không? Con này khoảng chừng 6 cái chân và cái mặt nó giống như nè, nó biết bay nha. Và mình nghĩ nó là con bớt, là con lady bớt hay là con ong thôi, không biết là con gì. Đăng lên cho các bạn xem thấy nghiên cứu thêm và cho mình biết con này con gì nha. Có mấy con này nó bay vòng vòng ở đằng sau trước nhà mình này nọ đó, thì mình cũng thấy hơi sợ. Mình sợ nhất những con ong chích cắn á, thì nó còn sống nữa thấy chưa, hình như nó có cái dầu á. Chà, cái dầu nó mà cắn hay là chích cái là coi như là không ổn đó nha. Con gì mà có dầu là có cơ hội nó có bệnh. Ok, trời ơi, nó cử động, nó tính bay hay sao vậy ta, phục hồi đó. Ok các bạn, gớm quá, chắc mình phải giết nó rồi. Thì sẵn việc đăng cho các bạn xem rồi, hỏi con này con gì nha. Nó biết bay nữa nha, hai cái cánh đó nè, trời ơi, nó nhìn giống như là con dòi hay con trùng hay con bông bướm hay gì đó. Chuẩn bị thành bông bướm hay sao. Ok, các bạn, có thể là con bướm bướm đó nha, tại con bướm nó từ con giòi con trùng ra đó nha, là nó bay từ từ nó mới thành con bướm bướm. Mà con bướm này xấu quá, chắc chưa có thành chánh quả. Ok, các bạn, ok cả nhà, cho mình biết nha, là con này con gì nha, ở dưới cái comment ở dưới cho mình biết nha, để mình lật nó cho các bạn coi cái lưng của nó đó, cái lưng nó nè, cái lưng nó như vậy đó. Không biết sao mình coi cái lưng nó ra coi, coi cái lưng nó coi. Ok, đó, nó chuẩn bị bay đó, đó chưa. Trời ơi. Lật cái lưng nó là nó chuẩn bị nó bay rồi đó. Ok các bạn,